Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Phần tin đáng chú ý hôm nay là tin bão trên Biển Đông sẽ có ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, theo các bản tin trước đó mà chúng tôi đã đưa ra, thì hiện nay trên khu vực Thái Bình Dương xuất hiện song song hai vùng áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó có một vùng áp thấp ngày hôm qua đã mạnh lên thành bão. Dự báo đến 22 giờ tối hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ vĩ bắc, 122,5 độ kinh đông, ngay trên khu vực vùng biển miền trung của Philippines. Dự báo trong 12 giờ đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km. Đến 16 giờ chiều mai, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ vĩ bắc, 121,5 độ kinh đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km và tiến vào biển Đông nước ta, sau đó tiếp tục mạnh thêm. Theo các mô hình dự báo thời tiết sớm trên thế giới cho biết, trong khoảng từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9 này, khả năng bão đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ của nước ta. Trong đó, trọng tâm là các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Vùng áp thấp nhiệt đới còn lại đang tồn tại song song với cơn bão này cũng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Tuy nhiên, dự báo vùng áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Mọi diễn biến mới nhất về cơn bão trên và vùng áp thấp nhiệt đới sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Và tiếp theo là tin mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình. Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng chiều và tối hôm nay, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu lại vừa có mưa nắng gián đoạn nên ngày hôm nay nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Khu vực các tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 29 đến 30 độ. Các khu vực khác còn lại của Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn cũng ở chỉ từ 30 đến 33 độ. Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, kết hợp với đới gió đông nam mạnh ở rìa tây áp cao nhiệt đới, nên từ ngày hôm nay đến 3 ngày tới, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa từ 100 đến 200mm trên đợt, có nơi trên 250mm trên đợt. Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa nam giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên từ đêm nay đến 3 ngày tới, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại các khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng đô thị trũng thấp ở các khu vực trung du đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Cảnh báo từ đêm nay đến 3 ngày tới, mưa dông ở khu vực có khả năng gia tăng, riêng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng mưa to, cục bộ có mưa rất to. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, dị mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Sang đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ
22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông các khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Sáng đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết cho các vùng biển trên cả nước. Tất cả các vùng biển trên cả nước đều có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Thank you.